Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 triệu đồng token Ripple Torrent. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 50 triệu tỷ nhé. Đã có 2.722 tài khoản holder. Ngày phát sinh 6.027 nhà giao dịch nhé. Rồi, không như thường lệ thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Đây chụp khẩu website thì mình để phần dưới mô tả ở bên đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước trên chế nước ra giúp mình. Bước 1 các bạn xem xét quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví Metamask hoặc ví trước là của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token là ví cho mình. Hiệu GTT. Số tập phân 0. Các bạn nhấp tiếp theo hoặc nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net. Tìm tới bước 2, link gọn này để nhận token nhé. Rồi, các bạn kéo xuống ở bên dưới này giúp mình nhé. Rồi, chương trình AirDrop sẽ kết thúc khoảng 17 ngày nữa. Còn nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua cái đồng token này với min thấp nhất là 0.05 BTC. Bạn sẽ nhận được 500 tỷ đồng token này nhé. Rồi, các bạn claim các bạn nhập nhất vào phần này giúp mình. Yêu cầu đây 500 triệu đây. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo để close ví đây. Khi ra là 0.000553 BDB, các bạn cũng xác nhận giúp mình. Rồi, các bạn đang được xử lý nhé. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên mạng miền mạng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch hiện tại. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây già lại xem những dự án nào bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé, để không bỏ lỡ cơ hội thấy những dự án nào cả. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 500 triệu đồng token Ripple Torrent. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.